Chào các bạn. Nhân có một bạn hỏi về cách vẽ một cái hình ở trong GeoGebra. Chúng ta sẽ cùng thực hành để vẽ cái hình này. Ở đây tôi có mở cả hai cái giao diện của GeoGebra. Đây là giao diện 6.0 Classic và một giao diện nữa đó là giao diện 5.0. Tôi sẽ hướng dẫn hai cách để vẽ cái hình này. Trước tiên là chúng ta sẽ chèn cái hình ảnh này, hình ảnh cần vẽ vào đây. Ta chọn cái chức năng chèn ảnh và công cụ 2, 4, 6, 8, 9, 10 đây. Đó, chức năng chèn ảnh. Và ta chọn file. Đây cái hình mà cần vẽ đây. Ok. Đó, khi chèn hình vào thì nó sẽ có hai cái điểm. Chúng ta có thể kéo phóng to thu nhỏ vào. Với hình mà vẽ này thì rất là đơn giản thôi. Cách thứ nhất là tôi sẽ dùng trong Gel 6.0. Hai cách này thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng được ở cả 5.0 và 6.0. Để vẽ cái hình này thì nếu như chúng ta có cái tool công cụ mà tạo hệ chủ tọa OXG thì nó sẽ đỡ đi một bước, còn nếu không có tool công cụ thì ta vẫn có thể làm bình thường được, đúng không ạ? Vậy cách 1 thì tôi sẽ làm như thế nào? Trước tiên tôi phải có cái hệ chủ tọa độ, đúng không ạ? Đây nó có hệ chủ tọa độ nhưng mà nó hơi cồng kềnh. Tôi sẽ làm để cho nó thu gọn lại bằng cách nào? Làm để thu gọn lại bằng cách nào? Để tạo được cái hệ trục như này thì ta chỉ việc lấy hai cái vector thôi. Hai vector ta dựa luôn trên cái hệ trục cơ sở, nền cơ sở này ta vẽ thôi. Đó, ta lấy vector thứ nhất, vector thứ hai. Ở đây nó không cần điểm gốc cho nên chúng ta không cần nữa. Đó, sau khi mà lấy xong được hai cái vector này rồi, đúng không ạ, người ta sẽ ẩn cái người ta tích vào đây để ẩn cái lưới với hệ trục. Lưới đi, đúng không ạ? Nhớ chuột phải bỏ lưới đi, tích vào ô lưới bỏ lưới đi. Đó. Bỏ tích vào phần hiển thị này đi. Đó, nháy chuột phải và chọn hiển thị đối tượng, bỏ cái tích dấu tích ở hiển thị đối tượng đi thì nó sẽ mất các cái điểm đi, đúng không ạ? Đó, như vậy ta đã được cái OI rồi, đúng không ạ? Nhưng tí chặt chỉ phải điền tên, bây giờ ta vẽ cái đường tròn là xong thôi. Đường tròn này ta có thể nhập lại. Thầy cô sẽ hướng dẫn cách này, ta dùng cách lập lệnh, ví dụ x mũ 2 cộng y mũ 2, đường tròn này cho nó bằng 6 đấy, 6 đó. Ok, enter. Và vậy ta được cái phương trình đường tròn này rồi. Cái phương trình đường tròn này rồi thì ta có thể đây, ta nháy vào nó thì nó sẽ có cái nét này, đúng không ạ? Ta cho độ đậm nó to lên tùy chúng ta, đậm hoặc là nét đứt vân vân. Ta đang dùng nét liền. Okay. Tiếp tục cái phần phần bên trong đường tròn, người ta chọn để cho nó có cái dạng đường gạch bóng này. Đây, chính là đây. Đó. Bây giờ tôi sẽ thiết lập để cho nó có đường gạch bóng, thì tôi nháy chuột phải vào nó, ta chọn thiết lập, ta chọn kiểu. Tôi màu nền kiểu tiêu chuẩn, bây giờ tôi chọn nó là đường gạch bóng. Cái góc để chỉnh đây, tôi thu gọn rồi. Đấy. Đường gạch bóng thì nó được ngay này, đây chính góc này. Đấy, góc thì chúng ta thích chọn bên nào cũng được, bên quay bên phải, bên trái đều được, đúng không ạ? Đây chính là góc quay của cái đường gạch bóng. Đấy, khoảng cách to nhỏ tùy chúng ta. Đấy, miễn là cho chúng ta đẹp theo yêu cầu chúng ta là được. Enter. Tắt đi đây thì là xong. Vậy ta đã được cái hình này rồi, đúng không ạ? Bây giờ tôi muốn chữ ô, là tôi cho nó thiết lập kiểu cho nó độ dày của đường nó nhỏ bớt đi tí. Đấy, cho nó đẹp. Đấy, bây giờ tôi chỉ việc làm gì ạ? Điền chèn chữ vào thôi. Ở đây là điền y, đúng không ạ? Văn bản y. Ta có thể chọn công thức LaTeX cũng được hoặc không cũng được. Ta chọn OK.
À, đây là x đúng không ạ? X chọn công thức LaTeX. Ok. À, công thức LaTeX thì chữ nó đẹp hơn. Còn chỗ này thì tôi chọn chọn điểm O thôi. O. Chọn công thức LaTeX. Ok. Đấy. Thì đây tôi sẽ chỉnh cho nó. Tôi chỉ vào con trỏ. Chỉnh cái chữ Y này lên. Đó. X lên. O lên đây. Đấy, muốn cho cái phần ô này nó như thế này, như cái hình vẽ của chúng ta này đây, như cái hình vẽ của chúng ta vừa yêu cầu thì chúng tôi làm thế nào ạ? Ô này có thể cho to lên này, chúng ta to lên, hoặc là ta có thể chỉnh để cho nó màu trắng thế này thì ta làm nào? Ta nhé chuột phải vào nó. Tôi chọn thiết lập. Để hình nền này. Ta chọn vào hình nền, ta chọn màu trắng. Ok. À, tôi làm lại này để chọn cái màu nền như màu trắng này ở trên cái hình vẽ này, đúng không ạ? Thì tôi đã chọn tích vào cái vị trí của điểm O. Rồi tôi tích vào cái ô màu vuông màu trắng này. Đó. Tôi chọn dấu cộng. Chọn tích vào màu nền màu trắng. Đó. Trắng. Tôi đóng vào là xong. Đó. Như vậy tôi đã vẽ được cái hình theo đúng yêu cầu. Đúng không ạ? Theo đúng yêu cầu. Bằng cái phần mềm đó là GeoGebra. Đây là tôi vẽ ở trong gì ạ? Classic 6. Thế tôi muốn copy cái hình này sang Word thì tôi làm thế nào? Đây, tôi chọn dấu ba gạch này, tôi chọn export. Đó, export sao chép vào bộ nhớ tạm thời, sao chép vào nhớ tạm thời, sao chép vào nhớ tạm thời, xong tôi chọn xong file Word, tôi Ctrl V. Đó, vậy đã sẽ được sang bên này là cái hình mà chúng ta cần phải copy sang. Copy ra. Lúc đó ta sẽ chỉnh sửa bên Word này được đúng không ạ? Chỉnh sửa bên Word này, tôi có thể dùng format, tôi cắt nó đi. Tất nhiên tôi có thể bỏ ngay cái này từ trên bên phần mềm Gel cũng được đúng không ạ? Khi làm thì các cái phần mà cái đường nét gạch bóng này ta có thể chọn để cho nó đẹp hơn. Đó. Sau đó tôi vào phần format này, tôi chọn Warp Break, chọn Tile. Thì khi đó thì chúng ta có thể thấy là cái hình này tôi có thể di chuyển thoải mái ở trên cái văn bản Word theo đúng cái kích cỡ mà chúng ta có thể làm. Tương tự như vậy, bây giờ tôi sẽ làm ở trên phần mềm 5.0. Các bạn thấy nó sẽ đẹp hơn này. Để làm trên 5.0 thì tôi vào chọn chỉnh sửa, chọn chèn ảnh. Đó, tôi chọn phần desktop, tôi cũng chọn cái ảnh, xem cái ảnh mà. Ảnh cần chèn nó là đây, tôi đặt tên cho nó đi 224 này. Ảnh cần chèn này 224 để cho nó xem desktop. Đây chính là cái ảnh mà chúng ta cần phải vẽ đúng không ạ? Cần phải vẽ. Đấy, để vẽ trong GeoGe 5.0 thì ta làm tương tự thôi đúng không ạ? Ta cũng lúc này là ta dùng cách dựng đường tròn rồi đúng không ạ? Bây giờ ta có thể dựng đường tròn bởi phương trình x bình cộng y bình. Bây giờ cái này ta có thể làm trực tiếp luôn, ví dụ như đây 4 × 4 này, 4 × 4 này. Đấy.
hệ trục này nó đang để trục ngoài tỷ lệ khoảng cách một, trục tung tỷ lệ khoảng cách cũng để một thôi. Sau khi mà chọn vector xong thì tôi cũng ẩn nó đi thôi, ẩn cái hình về nó đi. Đó. Tôi bỏ các điểm F đi thôi, chọn hiển thị đối tượng giống như bên kia thôi. Này tôi tiếp tục bỏ hiển thị tên, chọn bỏ hiển thị đối tượng. Lúc nãy là chúng ta dùng phương trình, bây giờ tôi có thể dùng lệnh trực tiếp vẽ đường tròn này này. Đường tròn khi viết tâm vào bán kính chẳng hạn, đây tâm đây. Chỉ vào tâm, bán kính là bằng 2 chẳng hạn, ok. Đó. Và ta dùng bán kính bằng 3 đi. À, ok, đẹp. Đấy, sau đó bây giờ tôi ẩn tâm này đi thôi. Chọn hiển thị đối tượng. Nháy đúp vào phần, nháy chuột phải vào, chọn hiển thị tên. Đây, bây giờ có cái đường này, thì ta sẽ cho nó đậm lên tí. Màu nền đây. Màu này ta chọn nó là đường gạch, ta chọn thuộc tính, tôi chọn nó phần kiểu, chọn nó là đường gạch bóng thôi. Đó, thế là xong đúng không ạ? Đấy, bây giờ tôi sẽ điền chữ vào thôi, điền chữ thì đây sẽ là gì ạ? Y, tôi chọn công thức tích và công thức LaTeX, ok. Tích, chữ và công thức LaTeX, ok. Điểm O, Shift O, viết hoa. Tích vào công thức LaTeX, ok. Đó. Sau đó tôi di chuyển cái ô lên đây, đi lên đây, click lên đây. Đó. Về điểm ô này tôi muốn cho nó to lên tí này, tôi trung bình đi. Đó, chẳng hạn như này. Tôi cho cái khoảng trắng giống bên này, tôi làm nào? Đây, mũi tên này tôi chọn màu trắng thôi, là xong. Đó. Và tôi đã được cái hình vẽ theo yêu cầu. Vậy tôi sẽ xóa cái hình này đi. Xóa cái hình này đi, xóa cái điểm đi. Bây giờ tôi sẽ copy sang Word thì tôi copy như thế nào? Ở bên 5.0, các em 5.0 thì tôi làm nào? Đây tôi chỉ vào cái phần cùng làm việc này, chỉ vào gần cái dấu X này đúng không ạ? Nó có hiển thị ở cửa sổ mới, tích vào đó. Đó. Thu nhỏ lại. Ta chỉnh những cái phần mà ta cần copy. Tất cả các hình vẽ khác không vậy, cách copy là như vậy. Cách copy là tôi dùng lại gì ạ? Ctrl Shift, ấn phím Ctrl Shift, Ctrl Shift C, ấn tổ hợp phím Ctrl Shift C. Tôi dùng tổ hợp phím này. Ctrl C, dùng tổ hợp phím C, Ctrl Shift C. C Ctrl cộng với phím Shift tức là Shift cộng với phím C để dùng tổ hợp phím này. Đó. Người ta sẽ copy được. Đây. Dùng tổ hợp phím Ctrl Shift C. Xong sang bên Word chúng ta chỉ việc copy lại thôi. Ctrl V. Đó, nó sẽ ra được cái hình vẽ mà chúng ta cần copy. Chúng ta thu nhỏ lại để cho nó theo những cái bản mà chúng ta cần. Tương tự như vậy chúng ta cũng chọn nháy chuột phải vào. Chọn Warp Direct. Chọn Tile này. Tile hoặc là Thread hoặc là Square cũng được. Thì chúng ta có thể di chuyển thoải mái được cái hình này.
rất là đẹp đúng không ạ? Chúng ta có thể vẽ. Và rất là đơn giản với cái hình vẽ này. Tôi hướng dẫn kỹ cho nên là tôi làm chậm từng bước một. Chúng ta quen với cách làm.